Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến video của giá xe Kia. Mình là Lệ, hiện tại mình đang công tác tại Kia Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay, mình xin giới thiệu đến quý vị mẫu xe Kia Seato 2020 bên mình. Trước mắt quý vị đây là chiếc Kia Seato số sàn màu trắng nha quý vị. Đây là bản tiêu chuẩn ạ. Chiếc này có giá trên thị trường là 559 triệu. Nó làm bán trong thành phố Hồ Chí Minh rơi vào khoảng là 640 triệu nha quý vị. Thì con này thì quý vị mua thì trả trước cho em tầm khoảng là 180 triệu là ok rồi. Là mình có thể lái xe được về rồi. Dạ. Em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe luôn để cho quý vị mình tham khảo ha. Chiếc xe này là vẫn là lưới tản nhiệt thiết kế hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia, có viền mạ chrome xung quanh, tạo chiếc xe nó có điểm nhấn nó hầm hố hơn. Phía dưới thì có đèn cản, đèn sương mù quá quý vị, đang nói chung là đèn bi luôn nha quý vị, đèn halogen projector luôn. Và đặc biệt có một điều là cái đèn xi nhan nó thì tách biệt so với lại cụm đèn pha, và nó nằm ở dưới này nó tạo ra một cái hốc gió cho xe mình nó hầm hố hơn nha quý vị. Và trên xe thì có đèn led chạy ban ngày này, 4 led chạy ban ngày luôn. Và xe thì sử dụng vỏ là vỏ Continental của Đức, đường kính mâm là 17 inch nha quý vị. Tất cả 4 phanh đều sử dụng là phanh đĩa hết ạ. Nó có phân phối lực phanh điện tử và hệ thống chống mó cứng phanh ABS luôn nha quý vị. Gương chiếu hậu của chiếc xe thì gập điện chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe luôn. Đó, quý vị có thể thấy nha. Nhìn nó rất là sang trọng và xe thì có cái những cái đường gân dập nổi nó kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe, là xe mình nó cứng cáp và nó thể thao, nó hầm hố hơn. Còn chiếc xe này là ở phân khúc C nha quý vị. Giá của nó là cũng tương đối là mềm so với các đối thủ ạ. Động cơ của nó hiện tại là 1.6 ạ. Bên xe thì nó có nút đóng mở cửa bằng một lần nhấn luôn nha quý vị. Và nội thất của chiếc xe này là hoàn toàn là được bọc da hết và nó có màu đen. Và trên xe thì có những cái, trên da thì có những cái lỗ thoát khí đó, nhìn nó rất là sang trọng luôn. Và ví dụ như quý vị có để vệ sinh này nọ thì nó cũng không, nói chung là nó sẽ sạch hơn so với lại những cái màu khác nha quý vị. Cửa gió được thiết kế theo dạng tục pin của máy bay, nhìn nó rất là sang trọng. Mà thường thường quý vị chỉ thấy những xe trên những chiếc xe mà đắt tiền thôi. Thảm tấp lô thì được bọc nhựa mềm nhìn rất là sang trọng. Đây là cái màn hình CD của chiếc xe, thì nó có kết nối, có chế độ điện gọi nghe gọi đỉnh tay luôn, có kết nối bluetooth luôn nha quý vị. Xe thì khởi động start bằng một lần nhấn này. Đây là hệ thống điều hòa của xe, và xe này thì hộp số sàn nó 6 cấp ạ, một số lùi. Đó, có học đỡ găng tay rồi đầy đủ hết. Hàng ghế sau thì ngồi rất là thoải mái luôn nha quý vị. Em cao 1m7, em ngồi thì rất là thoải mái thôi. Quý vị xe đó, ngồi này rất là thoải mái. Và phía sau thì có cửa gió, tốc độ làm lạnh của Kia thì cực kỳ tốt nên quý vị cứ yên tâm nha. Rất là thoáng, xe nhìn nó rất là sang luôn. Còn cốp xe giá chỉ có 559 triệu. Đây tab bi cửa của xe thì phần nắm cửa này được bọc da để cho mình dễ dàng vệ sinh nha quý vị. Đó, rất là ok luôn. Đây là phần đuôi của chiếc xe. Phần đuôi của chiếc xe quý vị nhìn như là một chiếc Audi nha quý vị. Nó thiết kế lấy cảm hứng vì thiết kế của Kia là đã từng làm việc tại hãng Audi ạ. Xe Audi, một hãng xe rất là nổi tiếng trên thế giới. Ở phía sau thì mình có thể độ thêm là lipo này, hoặc là cái thanh phản quang ở giữa thì mình độ led lên cũng được, nó rất là đẹp luôn nha quý vị. Để cho quý vị xem cái dung tích cốp của xe. Đấy, cốp xe nó rất là rộng rãi luôn. Và khi tải theo xe thì bên em tặng cho quý vị cái thảm chân. Ngoài ra thì xe được trang bị cho quý vị là bộ đồ nghề tiêu chuẩn này và mâm vỏ dự phòng. Cái vỏ dự phòng này ấy, thì nó là mâm đúc hụp kim, đường kính mâm là 17 inch. Vỏ thì vẫn là vỏ Continental của Đức, nó dùng chung với lại 4 mâm ở ngoài luôn nha quý vị. Thì mình thay thế cho chạy bình thường thôi, không phải số hãng khác thì sử dụng là mâm sắt. Và hàng ghế thứ hai khi mà mình chở đồ cầm cờn á thì mình có thể gập được luôn nha quý vị. Gập, dùng cái này ra là gập thôi, rất là tiện lợi. Đây là phần ghế tài của chiếc xe,
Đây là cụm công tắc cửa trung tâm nha quý vị, nó có lock lock kính này. Xe này chạy 20 km/h thì tự động lock cửa, đó là một điều đặc biệt của dòng xe. Đó, xuống kính bằng một lần chạm ở cửa tay luôn nha quý vị. Gương thì gặp điện chính điện và tích hợp đèn báo rẽ, đầy đủ hết. Đó, quý vị, nó treo chuốt từng chi tiết một luôn nha quý vị. Đó. Đây là màn hình hiển thị đa thông tin của chiếc xe, nó thể hiện những thông số như là báo xe đóng kính cửa hay không nè, rồi phanh tay nè, rồi đèn check, rồi hệ thống nước làm mát, rồi tốc độ vòng tua máy, tốc độ xe khi chạy, rồi đèn cốt, đèn pha, đèn đường bi, nó có đầy đủ hết nha quý vị. Đó, đây là cái nút điều khiển âm thanh này, và đây là hệ thống ga tự động có luôn nha quý vị. Quý vị mà muốn sử dụng cái hệ thống này, quý vị chỉ cần nhắn cái chữ crew này giùm em, nó sáng lên, đạp ga lên tốc độ mong muốn, buông thắng, buông ga ra, nhắn chữ set giùm em, đúng tốc độ đó chạy, quý vị không cần phải là đạp ga lên đâu, muốn tăng hoặc giảm thì cứ nhắn set cộng hoặc set trừ thôi, rất là tiện lợi luôn. Đây là hệ thống điều hòa, nó khởi động start top bằng một lần nhắn luôn nha quý vị. Nó có cổng sạc pin rồi luôn này, đầy đủ hết. Đây là chìa khóa của chiếc xe, cái cốp ở phía sau thì mình có thể mở bằng điện luôn nha quý vị. Đó, lóc cửa, cặp gương, chung là đầy đủ hết. Cái màn hình CD này thì quý vị muốn đổ lên thêm lên Android đều được hết nha quý vị. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Dòng xe này thì chạy cả dịch vụ đám cưới hay là đưa đón khách sân bay thì nó rất là sang luôn. Cái này đặc biệt chạy đám cưới thì con này chạy cũng phải nhức nách rồi, rất là đẹp, rất là sang. Khi mà quý vị đi Vios hay là City thì người ta nghe thấy nó hơi giống với dòng xe dịch vụ, nhưng mà đối với Seato thì khi mà mình chạy thì cái bề ngoài của nó rất là sang, nên là mình có thể chạy được xe hoa, xe đám cưới nó rất là ok. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của em. Nếu quý vị thấy video của em hay thì hãy like và chia sẻ kênh giúp em nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Thì cái thủ tục em cũng nói thêm về cái thủ tục trả góp thì nó rất là đơn giản thôi nha quý vị. Quý vị chỉ cần chuẩn bị giúp em là chứng minh nhân dân này, hộ khẩu với đăng ký kết hôn của hai vợ chồng, giấy xác nhận độc thân. Còn về hồ sơ tài chính á, thì quý vị chuẩn bị giúp em thì bản hợp đồng lao động sao kê lương 6 tháng gần nhất nếu có. Còn nếu mà quý vị buôn bán tự do hoặc là kinh doanh tạp khó này nọ thì bên em vẫn hỗ trợ làm được, thì quý vị cứ liên hệ với em hoặc kết bạn qua Zalo, Facebook thì em sẽ báo chính xác và chi tiết cái thủ tục cũng như là chương trình ưu đãi nha quý vị. Thì trong tháng 4 này á, thì chương trình ưu đãi của dòng xe này nó rất là lớn nha quý vị. Thì quý vị cứ vui lòng liên hệ với em, vì trong video này em không thể nào báo chính xác được giá thằng bánh cuối cùng cũng như là chương trình khuyến mãi được, quý vị thông cảm với em nhé. Tháng 4 này là nó cũng hơi khó khăn, thì quý vị mình cứ cần cọc trước thôi. Nếu mà chương trình qua đợt dịch này á, mà chương trình nó giảm thêm nữa thì quý vị được tí lại chương trình tốt hơn là chương trình mới. Còn nếu mà chương trình mà nó bị cắt đi á, tức là nó sẽ tăng giá xe lên ấy, thì quý vị vẫn được giữ tại cái chương trình tại thời điểm mà quý vị cọc nhé. Đó là một cái lợi khi mà quý vị đặt cọc. Đối với Thaco thì người ta hỗ trợ cho khách hàng rất là nhiều luôn. Rồi, em cảm ơn quý vị ạ. Rồi.